Chỉ để mỗi đây một bàn ghế để đây thôi. Nó mới thoáng được khí. Cửa này có cửa này nó mới hút được. Nó mới hút được gió từ những cửa kia ra đây. Bây giờ nó hút bằng thằng Đông Phượng rồi, nó không có cái cửa nữa rồi. Thì mẹ nó, kể cả 8 giờ sáng rồi. Có cách và lắp cái đấy nữa thì mẹ cũng dụng. Giờ mới có 4 rưỡi, gần 4 rưỡi, 4 rưỡi luôn. Quân nào bây giờ? Quân chuẩn bị đi kiếm tiền rồi, còn quân nào? Nó phải quay, nó mới chạy vuốt ra, nó không quay đâu, nó không chạy.